Wow, trong clip ngày hôm nay sẽ không review xe máy mà chính là review CX8 Plus phiên bản nâng cấp của CX8. Bởi vì trong cái clip ngày hôm nay thì cái lượng số lượng CX8 về cửa hàng Tâm Đức thì đang cháy hàng, nên là cái việc quay vậy thì mọi người có thể thông cảm cho bên Tâm Đức. Thì mình xin sơ lược sơ về chiếc xe CX8 Plus này, nó có những cái điểm nổi bật hay là những cái điểm thay đổi gì trên con CX8. Cái điểm thay đổi đầu tiên đó chính là được dán thêm nhiều cái tem lên cái khung, làm cho cái khung nó có sự bắt mắt, cái độ trang trí nó nhiều hơn, và nó được dán thêm nhiều cái chữ của Magic Watch trên cái khung xe. Đó là một cái ấn tượng đầu tiên. Mình nói thêm nữa, đó chính là cái khung bản khung của chiếc CX8 Plus này, nó được trang bị một cái khung bản cực kỳ lớn và được sử dụng là khung nhôm nha. Và cái độ bo góc của nó ở dưới nè, mọi người có thể nhìn thấy là cực kỳ là mượt, kiểu nó cho mọi người cái độ cứng nè, cái độ ngầu của các anh em chơi xe đạp big gear. Đó. Thì nói về cái bộ chuyển động của chiếc xe thì được sử dụng cái giò đĩa chính gốc của Magic Mod luôn. Nó tạo nên cái thương hiệu, đó chính là một cái bộ chuyển động hoàn hảo. Mọi người có thể thấy là cái giò đĩa nè, cái độ hoàn thiện của nó được mọi người nhìn vô là mình có thể đánh giá được một cái chiếc xe nó có hoàn thiện không. Thì đây, nhờ vào cái sự gia công nè, nó mài nhám hoặc là nó đánh bóng từng cái răng của nó luôn, thì mọi người có thể dựa vào đó mà đánh giá được cái bộ chuyển động có ngon hay không. Và tiếp tục với đó là một cái xích sử dụng là trên là cái một cái xích hạt đậu để chịu lực tốt hơn khi mọi người đi các dòng fit gear. Tại sao cái dòng Magic Road lại chỉ tập trung sử dụng cái xích hạt đậu? Bởi vì nó đang muốn mang lại cho mọi người, cho người dùng một cái cảm nhận tốt nhất về fit gear, và muốn cho mọi người trải nghiệm một cách an toàn khi chơi cái dòng xe không thắng. Cái xích trên một cái dòng fit gear nó rất là quan trọng, bởi vì nó là cái cộng dây chịu lực của chiếc xe để giúp cho những cái anh em thể làm được những cái skill hay là làm được những cái kỹ thuật khó. Thì cái chiếc Magic Road nó đáp ứng đủ cho mọi người về cái vấn đề an toàn. Vành sau của chiếc xe có chiều cao là 6 phân và vành trước của chiếc xe có chiều cao là 4 phân. Mọi người nhìn xa nó sẽ có tính cân đối nè, có tính hầm hố hơn. Đó là cái điểm mình nhìn vô là mình có thể thấy được. Tiếp theo, một điểm nữa đó chính là sử dụng một cái vô tang ghi đông là nhôm luôn. Đó, và được ghi chữ Magic Road ở trên. Và cái cột yên của nó là sử dụng cho mọi người là cái dạng thanh, cái thanh dẹp nha, dẹp và bo tròn ở đầu đó, và kết hợp một cái bảng yên bè ra hai bên và có rãnh ở giữa, khiến cho người đạp có thể cảm nhận được thoải mái khi ngồi lên chiếc fit gear mà sử dụng. Cái rãnh này nhiều anh em đã phản hồi lại cho Tâm Đức là cái yên nếu có rãnh thì nó sẽ ngồi thoáng khí hơn, bảo vệ đàn chim Việt cho anh em sử dụng. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì Tâm Đức đã quá cháy hàng nên là mình đã quay trước khi anh kỹ thuật đi giao xe. Nếu mà có cái gì đó không hay hay là có cái gì đó nó chưa đẹp hay chưa tốt thì mong mọi người thông cảm. Và nếu như mọi người quan tâm chiếc CX8 Plus này thì có thể liên hệ ngay cho Tâm Đức, liên hệ ngay cho bộ phận kinh doanh để được tư vấn size này, tư vấn màu sắc và phương thức vận chuyển thế nào là tốt nhất đến mọi người. Và video đến đây là kết thúc. Tạm biệt mọi người. Đây là cái cảnh anh kỹ thuật bên Tâm Đức đi giao một chiếc xe cho mọi người. Trước khi đi thì các anh kỹ thuật sẽ kiểm tra và bơm những cái lốp lên thật là căng cho mọi người, sẽ tránh cái trường hợp là chạy xước hay là hỏng hóc gì. Đây, mời anh Caravan. Đó, chuẩn bị xuất chưa? Đi cẩn thận nha.